Chiều ngày 26 tháng 9, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện U Minh Thượng báo cáo vụ việc một học sinh lớp 9/2 trường tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa bị một số người lạ đánh trọng thương ngay trước cổng trường. Phụ huynh học sinh bị đánh cho hay đã làm đơn tố cáo gửi công an xã Vĩnh Hòa về việc con mình bị một nhóm 8 người chặn đánh gây thương tích. Theo hồ sơ bệnh án tại khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nạn nhân bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, cổ, phù nề mô mềm vùng trán trái, chấn thương bụng kính, xuất huyết nội và vỡ lách độ 2. Đại diện công an xã Vĩnh Hòa cho biết hiện đang xác minh và truy tìm các đối tượng, đồng thời cơ quan chức năng sẽ cho giám định tỷ lệ thương tật để làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Trước đó, nạn nhân có hiểu lầm với một học sinh lớp 8 cùng trường. Sau đó, hai người hẹn ra trước cổng trường nói chuyện rồi xảy ra việc nạn nhân bị đánh hội đồng.